gia đình mình đi vườn, dọn vườn cả nhà ơi, không rồi ảnh hưởng mưa đá cả nhà, nên vú sữa của mình nó bị gãy. Bây giờ mình đi ra với ông xã mình coi thu dọn rồi trồng lại cây mới nè cả nhà. Đây là vú sữa mới trồng lại này ha. Hôm rồi ảnh hưởng mưa đá bị thiệt hại nhiều quá cả nhà ơi, cả xóm mình luôn, ai cũng bị, người bị ít bị nhiều, ai cũng bị hết. Đây là cây sầu riêng, cây sầu riêng này năm nay chưa có trái. Hồi nãy giờ nghe ông xã mình nói có trái sầu riêng chín mà mình đi tìm bây giờ chưa có thấy nó ra nhà. Tại vì sầu riêng của mình năm nay mới có trái chín nè, xa xa mới có con trái. Ông xã mình thì mất phát cỏ đẳng, rồi mình thì mình tìm đi có trái sầu riêng chín không, mình bẻ xuống coi nó bị lớn. Để mình đi tìm này dài coi có trái sầu riêng chín không, mình quay cho cả nhà xem nha. Sầu riêng của mình năm nay cũng chưa có trái gì cả nhà ơi, mới có trái chín nè. Nghe nói cái cây sầu riêng có trái chín mà mình tìm bây giờ không biết ra đâu. Cây nào vậy anh? Hái chanh hả? Đâu cây nào đó anh? Đi tìm sầu riêng chín hái ăn cả nhà ơi. Ông xã mình đi phát cỏ mà nghe sầu riêng nó chín nó thơm á, mà không biết cây nào đó để mình đi tìm. Đâu cây nào đó anh, đi trước cho anh. Cây này đó hả? Cây này nha, cây sầu riêng thì năm nay mới có trái chín nha, được hai trái. Kìa kìa, nó rụng mà buộc nó còn dính ra cả nhà ơi. Đâu anh cắt xuống cây chín thằng liền được chưa anh? Cái trên mẻ luôn được. Trái trên nữa, mà trái trên chưa chín. Thơm chưa? Thơm lắm. Đâu đâu thử cái thơm chưa. Ôi thơm lắm rồi, ăn ăn được liền luôn rồi đó. Trái đó còn thơm luôn chưa? Dạ đúng rồi. Thôi để vài bữa nó hái cho chắc ăn, chứ để xuống mẹ nó non ủng. Thôi để vài bữa nó tự rụng đi cho nó ngon. Khui sầu riêng luôn cả nhà ơi. Bẻ xuống rồi khui liền luôn thử coi nó ngon không. Sầu riêng này là sầu riêng nha, nó mới có trái chín lần đầu tiên nè cái cây này. Dài quá. Thử cái cây này nó ngon không? Cái cơm nó cũng mềm lắm mà rất ngon nè. Vậy là nó không có sượng chắc ngon á.
cho mình ăn thử coi ngon không. Nè anh. Không có sườn. Mời cả nhà mình ăn sầu riêng tại vườn nha cả nhà. Hái xuống thì ăn liền luôn à. Nó ngọt mà nó thơm, nó không có bị sượng. Vì là cây sầu riêng này ngon nè anh. Cây chín dữ không? Chín lắm, ngon. Hai bạn cho anh gom rồi. Rồi xong chưa? Xong chưa? Hai biết rồi. Ăn thử cho ngon thấy. Cha hơn ngon lắm, không có sượng. Ăn thử. Ủa thơm quá nè. Mẹ mới nghe đây không? Cái đó mẹ thử rồi đã ăn cái món khác đi. Ủa. Tách cái bệnh kìa, tách cái muối bệnh kìa. Vàng ôm kìa. Đã trời, không có hộp luôn. Lột cái nón ra đi. Đỡ quá. Còn tái này, mới cho chiếm. Đỡ thiệt. Ngon không? Ngon, béo vậy à. Không có hột luôn ha. Hột cái xíu, để ăn cái hột. Cơm vàng hạt lép luôn á. Hột luôn. Hôm rồi hai con vịt nha, mình quay mấy lúc trước cả nhà. Bây giờ nó bị lớn cái nè. Con này chắc khoảng gần 4 kg á. Coi nó chơi với vong kìa. Hôm nay mình đi làm về trễ cả nhà ơi. Gia đình mình hôm nay đi dọn vườn về trễ nên chắc này mới có làm đồ ăn chiều à. Chắc cỡ tới tối chút mới có ăn á. Con bông nó giỡn nè. Hôm nay mình đi làm về trễ nên giấc này cỡ 6 giờ chiều mà mình mới có luộc gà để ăn cháo tối luôn cả nhà ơi. Vì cái mùa dịch này nè, không có ai bán đồ gãy gì nhiều cả nhà. Hồi sáng mình có mua mà cái chị bán đồ ngang nhà mình nó không có củ cải, bắp cải hết nên mình làm rỗi là bắp chuối với chuối cây này cả nhà. Thì mùa dịch này thì có gì ăn nấy, gà này cũng gà nhà cả nhà ơi. Gà này chị hai mình này cho mình sợ rộng lâu nó ốm á nên mình hôm nay mình bận mình nấu cháo. Mùa dịch này nên ở nhà hạn chế ra ngoài cả nhà ơi. Gia đình mình sáng thức dậy làm đồ ăn đồ uống xong rồi đi giường rồi về cũng chưa nghỉ ngơi xong rồi cũng không có đi đâu cả nhà ơi, mà hạn chế đi ra ngoài ha. Mong cho cái mùa dịch này nó sớm qua mau lận nha, người dân mình sớm là trở lại cuộc sống bình thường nha cả nhà, chứ buồn quá à. Cha con đi vườn về thấy trái mít chín ngon quá rồi. Bây giờ cháo gà của mình đã chín rồi, xin mời cô chú anh chị em cùng dùng bữa với gia đình mình nha. Xin mời cả nhà cùng ăn cháo với hai chồng mình nha. Ăn một bình buồn cả nhà nên rủ ông xã mình vô ăn cho vui nha. Mình cho vô chung này nè. Lần này nó nóng lên rồi mình nhúng rau mình ăn nó cho nó ngon á. Rồi ăn anh ơi, cho nó nóng cho nó ngon. Này là tiêu, ăn cháo bỏ tiêu cho nó thơm. Còn cái này là tương cà, anh thích ăn nào? Tương cà ngon. Hồi
hồi sáng mình mua bắp cải cả nhà, cái chị bán đồ gãy hàng nhà mình, chị nói mùa dịch này nè, bắp cải rau cải mắc quá, chị không có lấy bán, nên mình sắc chuối cay với bắp chuối mình ăn cháo đỡ mà ngon lắm. Ai mà thích ăn là ăn ngon hơn bắp cải á. Con gà này gà vườn này ăn ngon quá chừng luôn. Clip bên đây cũng khá là dài rồi. Mình xin cảm ơn cô chú anh chị em đã dành thời gian theo dõi cái video này của mình nha. Chúc cô chú anh chị em mình thật nhiều sức khỏe. Nếu cô chú anh chị em mình yêu mến Đăng Hồng thì cho Đăng Hồng một đăng ký và một chia sẻ. Đăng Hồng cảm ơn cả nhà.